Ông giọng cái nó không có gì cái cái. Đừng frame cái gì phạm miệng không có gì cái cái. Căn nhà 80 80 mét khối gỗ của chị cụ Việt Nam anh chị đã mua đồ. Tớ mình đang trong chế độ rượu. Ừ, biết ấy rồi. Uống nhiều quá rượu. Sao thấy chuẩn hay mình dám chuẩn lắm rồi. Rượu mà không ăn là gì. Thế ông chọc thì ra đi còn được các cô học tập lên khỏe thế này đâu từ dân Hà Nội quần áo vô toàn muộn chỉ cục trưởng mới ấy giết bí thư giết căn nhà đẹp như dân thường mới đéo đâu ra căn nhà toàn gỗ không chú nhìn căn nhà này vào nhiều nhưng nó toàn nín mới ấy giết không có một tí gọi là gầm gạch nào mình tập tới giờ rồi tập mấy hôm đầu tập không thấm rồi chưa có áp lực mạnh nhỉ nó nóng cười mới bắt đầu ấy thật ra mấy ngày đầu không chịu gì nghỉ như thế tập mấy hôm bỏ
khảo đến hết rồi. Cái nọ này anh mua bao nhiêu tiền? Mấy tám chục thôi. Mua kiểu móc tay. Nó bóp của anh đang nhỉ? Cái này có 29.300 cái đỉnh đầu. Nọ con rôm này 30 này, khỏi 30. Hình như hôm nay hai lọ là 80 triệu. Hai lọ 80. Hai lọ 80. Ừ, sản phẩm. Đem nó mạng với kem bệnh. Đâu chưa ra nơi đã có người nhấc sau đít rồi. Bao nhiêu mớ không? Này thì Ken này.